Tại thì cho tận ốc nế chả ngày này đã bị hàng nhập nhóm bàn cầm rung tại phương tay xâm lệnh tiệt hai chờ mùi nâng bác sạp răm tắc chả đai chìa bảo phết bác đã miên xâm lệnh lưu ốc ngôn chả có đôi chìa lưu chạch ngài chả một đây bác này đã cư dương riêng chờ mùi nâng bảo phết ốc bởi lờ mẹ đại lúc con rối chả chạp chờ mùi nâng xâm bỏ thông tất cả con phá kê cây đại chả xâm nhập chung tất đo tại thật chôn mối chả nước hàng cầm bó chả hay xem cô nít cứ chia cô tí pi cha xem đẹp ca control rồi bỏ bóng pro ở tay chân á cha cứ tha quạt tìm muốn cứ quạt ba viên cho mùi nồng mà chốt hà ấy cha là sao quạt trong ao chốt bóc quạt miếng sầm lấy đi cầm đặt khăn cứ quạt mặc thôi ca thay cho mùi nồng sập mặc cú tiệt cha hành chân dơ môn nồng thôi ca đi trong nhà chôn tay hàng quạt chân sầm thôi ca tay sầm lấy chôn bóng pro chỉ muốn sần cha ta mà đón cha, xong ốc con mến tên cha xem đẹp ca control, có đôi chị ca chưa chạy phòng đài cha, ốc con